đường Hoàng Diệu của chú anh chị. Sáng hôm nay thì em thấy bà con đi chợ rất là đông vui luôn nha cô chú. Đây, chào cô. Sáng giờ bán được không cô? Dạ. Vừa bán sỉ và bán lẻ luôn. Sáng giờ bán được không chị? Dạ. Mà một bó giờ bán được nhiêu tiền chị? Dạ, quá. Tôm đất luôn. Tôm đất hả anh? Ờ, tôm đất. Một ký nhiêu anh? Ký 150. Dạ. Ký tím. Dạ. Vú sữa dây. Hả? Vú sữa dây. Vú sữa dây hả? Ừ. Sao kêu vú sữa dây chị? À. Cái tấm hết mà dày bự quá vậy chú? Tấm bộ nè, quay nó đi. Mùa ừ, dạ, ôi quá bự luôn cô chú. Này. Chốt đâu? Đây cái chốt của chú. Bạn gọi luôn ơi. Một ký bán được nhiêu cô? Một ký 100. Dạ. Ấy trời ơi. Thấy mày phim nó ngại, nó nhảy quá trời luôn. Cái khách hàng lại ủng hộ ở chợ buổi sáng này buôn bán nó tắt đi. Dạ. Dưới này là rau củ đây cô chú. Quá trời mấy cái mảnh giá mà còn để ra luôn kìa. Ở đây là mình chiên bỏ sỉ không phải không cô? Dạ. Sỉ. Dạ xin mến chào quý cô chú anh chị, rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị trong một video clip tiếp theo của em ngày hôm nay nha. Thì hiện tại là em đang có mặt ở khu vực chợ Cầu Sáng của cô chú anh chị mình đây. Thì trong video clip ngày hôm nay em xin mời quý cô chú anh chị mình cùng đi tham quan chợ Cầu Sáng với em nha quý cô chú anh chị. Chợ Cầu Sáng này á thì là sẽ thuộc phường 1 của thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu của cô chú anh chị. Hướng đi thẳng này nè là cô chú anh chị có thể là đi về chợ Bạc Liêu được nha cô chú. Còn hướng ngược lại á thì là cô chú anh chị có thể là đi lại đằng chỗ nhà Long, chợ Cầu Sáng ha. Đường này có tên là đường Hoàng Diệu của chú anh chị. Sáng hôm nay thì em thấy bà con đi chợ rất là đông vui luôn nha cô chú. Công nhận cái chợ Cầu Sáng đây á, bà con đổ về đi chợ rất là đông luôn nè. Đông nhất trong các chợ vòng vòng ở Bạc Liêu rồi luôn á cô chú anh chị. Quá trời tấp nập luôn á. Này mà Tết không biết như thế nào nữa cô chú anh chị. Đó. Xe cộ nè, rồi bà con kéo hàng quá buôn bán nè. Đây chào cô. Sáng giờ bán được không cô? Dạ, cô đây bán khăn nè cô chú, rồi bao tay nè, mấy cái đồ vật dụng nữa. Bà con cũng rất là thân thiện vui vẻ ha. Đây cô chú anh chị ơi, bà con đi quá trời đông luôn á, kẹo đường luôn cô chú anh chị. Đó, xin chào. Chào. Cái gì anh? Dạ kênh của em là Khám Phá Vĩnh Long. Rồi. Dạ, rồi, cảm ơn anh. Chị dài bên đó thì bán rau củ của chú. Rau củ rất là nhiều bên đó ha. Chợ này á là chợ đầu mối luôn cô chú anh chị. Chợ Cầu Sáng mà vừa bán sỉ và bán lẻ luôn. Các mặt hàng rất là nhiều. Ở đây có để giá một số mặt hàng. Chanh tắc này cô chú. Chanh á thì 20.000 đồng một ký, tắc thì 18.000. Đó. Chào cô. Thầy mình lấy về chợ khác bán hả cô? Lấy về bán. Dạ. Khoai là dừa khoai của chú chị. Con cảm ơn cô nha. Là dừa khoai nè, bán khoai các loại khoai luôn. Quá trời đông cô chú ơi. Hướng ở đằng nhà Lồng chợ đổ ra rất là đông nha. Còn mà ở hướng này đổ vô thì không bằng. Quá trời quá xá nè, cái lượng bà con ngợp đường luôn á. Phía trước đó là cây xăng BB Oil ngay ngã ba,
đường Hoàng Diệu giáp với cái đường Lập Ninh thấy vậy cô chú. Trời đông luôn á, kẹt xe dài 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 luôn cô chú anh chị. Khói bụi mịt mờ luôn. Có xe nào cái bô lủng kìa, xì khói tùm lum tùm la hết nha. Đây nhà mấy gian hàng mà con bán rau luôn nè cô chú. Ở đây bán bùng bồn nữa nè. Chào cô. Ui hết trời khói rồi. Trời ơi chiếc xe này như chiếc xe xì boy ha. Ra khói á. Rồi chào hai anh. Quay khói lên luôn. Đó, kẹt xe mà vô đây rồi trả khói đó là thứ gì chưa nói. Ồ oh, ồ. Oh. Quá trời đông rồi chú ơi. Dưa bồng bồng 5 kg. Đây cô bán dưa bồng bồng nè, cho con quay dưa cái nha cô. Quay lên có gì không? Dạ quay lên quảng cáo giới thiệu cho bà con xem. Dạ cái này là cái gì vậy cô? Cái này ngó sen, ngó sen dưa. Cái này nè, dưa sen luôn. Cái này củ hủ dừa. Củ hủ dừa, đây củ hủ dừa bào. À nhìn giống ăn quá ha. Cái này mình bảo quản được bao lâu cô? Để nước đá được lâu, 5-7 ngày. Dạ. Còn cái hàng tươi này cô? Tươi được giờ 2 ngày, cái để nước đá thì được 3-4 ngày vậy đó. Dạ. Đa số là bào nhiều hơn. Dạ. Bào mới dễ bảo quản hơn. Ồ. Đây củ hủ dừa tươi này cô nói là không có nước đá thì 2 ngày, còn có nước đá thì khoảng 3-4 ngày. Một ký vậy mình bán được nhiêu cô? Dạ sạch sẽ luôn á ha. Ngàn củ dừa bên đây thì củ sen rồi nè cô chú, có gọt cơ rồi nữa nè. Sau này mua về mình hầm đồ ăn rất là bổ nha. Đó củ dừa, củ sen rồi gói sen đầy đủ hết. Ai có mua các mặt hàng này thì lại đây cô. Rồi con chúc cô ngoan đó nha cô. Cảm ơn cô. Rau củ rồi cô chú, nắng quá nó hơi héo ha. Nắng sáng nắng quá trời nắng luôn. Bữa nay nắng rất là tốt nha. Đó. Bên đây thì bán trái cây rồi nữa nè cô chú anh chị. Dựa trái cây. Chào chị. Sáng giờ bán được không chị? Dạ. Cái này như là vừa bán sỉ mà bán lẻ luôn phải không chị? Bán lẻ đó. Bán lẻ hả? Vậy là chợ đầu mối là ở đâu chị? Này chợ đầu mối nhưng mà chị không có bỏ mối ha. Đây thì bán ổi với mận nè cô chú. Mận rất là ngon nha. Đây mận ăn phước ha. Dạ. Ổi ruột đỏ. À. Mận với ổi đây ba hình thường bán được 1 ký như chị? Mận ký 35 ngàn. Dạ, mận thì ký 35. Ổi đỏ thì ký 25. Quá trời ngon luôn. Chú anh chị nào có ăn ổi mặn ha lại đây. Em đang lên YouTube á anh trai. YouTube. Đó. Rồi, em chúc chị buôn bán đắt nha chị. Bên đây bán khoai, bán cao rồi chú. Rồi. Chú đi dài dài dẹp bà con bán cái lớn ra đường. Thôi vậy em đi bọc lên cô chú anh chị ơi. Ở đây có mấy chú đi dẹp á nên mình đi ngược lại thôi. Rau củ nè cô chú. Ở đây thấy để giá một số loại rau củ kìa. Dưa leo 10 ngàn, củ qua 10 ngàn. Bí 10 ngàn luôn. Sáng giờ bán được không cô? Dạ. Ở đây gì cho bán nhưng mà đừng có lấn ra đường quá cô chú anh chị. Rau củ quá trời nhiều luôn nè. Ở đây thì rất là tươi á. Mé này nó mát đó cô chú. Bên nãy bên kia thì nó nắng quá trời nắng luôn. Mé này mát nè. Rau củ rất là tươi ngon luôn. Số lượng rất là nhiều nha. Hành lá cô chú. Lá
quá trời tươi tốt luôn. Này cải 2kg 15.000. Cải cải hè. Dạ. YouTube kênh của em là Khám Phá Vĩnh Long. Dạ. YouTuber đây, cải hè của chú 2kg 15.000 à. Dạ, quá trời rẻ ha. Rồi qua đây cải ngọt nè, 2kg 15.000 luôn. Đó. Cải gỗ là cái nào vậy chị? Cải cọng bự nè. Ồ, cái này kêu cải gỗ nè chú. Vậy là mình ăn cái thân nó phải không chị? Cải gỗ nha cô chú. Chào cụ dài. Rồi em chúc chị mua ăn đó nha chị. Bên trong này có bãi dưới xe đó nè cô chú. Ai có muốn gửi xe thì lại đây, kế bên kia xăng BBO ngay khu vực ngã ba nè. Chào cũ đây dài bán rất nhiều. Ồ, bông bông hẹ hả chị? Này bông hẹ xào ăn rất là ngon. Dạ. Một bó gì mình bán được nhiêu tiền chị? Bó bán bó 15.000. Dạ, quá trời rẻ ha. Đây bông hẹ đây cô chú, một bó 15.000 đồng ha. Đó. Bông hẹ đẹp mà người bán cũng đẹp luôn nha. Dạ, em chúc chị mua bán đó nha chị. Cảm ơn chị. Bên đây thì bán tôm tép rồi đó nè cô chú. Chỉ ra gao rồi đó. Mấy chị bán ở chợ đây ai ai cũng còn trẻ trẻ không mà ha. Đây cây xăng của chú anh chị. Đó. Đường ngoài đây là đường có tên là Lộc Ninh nè. Thì hướng này là cô chú anh chị có thể là đi về chợ phường 1 của thành phố Bạc Liêu được luôn. Ồ, cái đường này cũng quá trời đông cô chú anh chị ơi. Để em thả bộ qua đây quay cho cô chú anh chị xem đoạn nha. Đó, ở đây có cái miếu nè. Nam Mô A Di Đà Phật. Chị bán cá biển, chị đang ăn sáng. Mình di chuyển dài tiếp tục. Ồ, quá trời đông đó cô chú. Cá, đường này thì bà con bán cá với bán mực hải sản. Con chào cô. Sáng giờ bán được không cô? Dạ. Ừ. Cô bán chả với Hương nha. Đây gào cũ luôn chú. À, con quay phim. Đây có bà bán gao. Cái đó mình để nước đá cho đừng hư hả bà? Dạ. Đó. Cái đó là năng đó phải không bà? Dạ năng, năng nông nghèo ha, rất là ngon luôn cô chú. Về mình chấm cá kho rồi mình ăn, rất là ngon nha. Đó. Ai có ăn năng, ăn rau gì ghé ủng hộ ngoại đây. Rồi cô chú ngoại cũng ăn đắt nha ngoại. Dạ, quay ngoại mà cô bên kia cũng cự nữa. Đây bán mấy cái đồ để nấu nước uống nè. Chào cô. Ồ, gạo cũ bán gần hết rồi. Chào cô. Bánh tét. Bánh tét nhà gói hả cô? 30 bánh to lắm. Dạ. Bánh tét nhà gói 30 ngàn một đồ đấy cô chú. À, nhưng đậu, nhưng chuối nè, mỡ nè. Đây, ai có ăn bánh tét thì ghé cô đây, ủng hộ cô. Rồi, con chúc cô ăn đó nghe cô. Dạ. Đó. Không nhận cái đường này bán mấy cái thịt đồ cũng nhiều ghê chung chú. Cá, rồi gà, vịt, rồi thịt heo. Bánh đồ. Đây bà con không có vui vẻ bằng cái đường bên kia. Bên đây thì em thấy có mấy cái gian hàng bán hành quá trời nhiều luôn nè cô chú anh chị. Củ hành á, quá trời nhiều luôn. Củ hành, củ tỏi, rồi me lột ra rồi á cô chú.
Ủa đây quá trời bán cá luôn kìa. Chợ này cá biển với cá ca với cá sông rất là nhiều. À, gái quá trời mạnh luôn ha. Đây bà con bán cá chải ra ngoài đường luôn cô chú. Cá với tép. Rồi tôm đắt luôn. Tôm đắt hả anh? Ừ, tôm đắt. Một ký nhiêu anh? Ký 150. Dạ, ký 150. Đây để em quay tôm đắt cho cô chú chị xem. Ô, vậy mà nó còn sống luôn kìa. Có con cái chân nó queo quẩy luôn kìa ha. Tôm đắt, tôm đắt. Tôm đắt cho cô chú chị. Cái này mình nuôi còn bự nữa không anh? Không, thiên nhiên. À. Rồi đăng ký đi. Tôm đắt thiên nhiên cho cô chú chị. 15.714 ngàn còn sống luôn á. Giá 20.000. Đây có cá bóng nữa nè. Cá bóng cá. Cái kia nó 20.000. Cá bóng quy. Phải có 3 mấy ngàn cơ. 3-4. Mua nửa ký mà 3 mấy mặn cho tôi. Mua mấy mặn. 50. Rồi em cảm ơn anh nhiều nghe anh. Bánh nè cô chú, có xe bánh mì, bánh mì à... bánh mì xíu mại á chị. Dạ làm cho em ổ đi. Đây mua ổ bánh mì để dành ăn sáng cô chú. À, xíu mại gì này gì nấy chọi lỗ đầu luôn á. Làm bự quá vậy. Thì làm cho vừa. Dạ dạ. Xíu mại đây chị làm cũng rất là chất lượng cô chú. Bự lắm. Thường mình bán nhiêu ổ chị? 15.000. Dạ, 15.000 ổ bánh mì à. Có bì nữa ha. Bì nè, rồi xíu mại, rồi này thịt heo khè. Đó. Rất là hấp dẫn đó cô chú. Đây, để em quay cây mọc xíu mại của chị cho cô chú xem. Này mà đẩy vòng vòng bán chứ đâu bán cố định hả chị? Đúng rồi, để bán vòng vòng. Dạ. Cố định là không có chỗ mà bán đúng không? Thấy chợ này bà con ngồi đông quá trời luôn. Chợ này bà đông bà con tiểu thương lắm luôn cô chú. Thì dài là con ngồi cũng bít chỗ cho luôn. Nè chị em gửi tiền. Chờ làm cho hai bỏ tiền mới học chứ quên đó. Chút em quay lại lấy. Thôi thì chút đi nha. Vậy ha. Làm liền 5 phút à. Dạ. Để làm tóc hành cho. Tóc hành ha. Ồ bánh mì giòn thủ rồi ha. Cái này mình đâu có nướng lại đâu mà nó vẫn còn giòn đó hả chứ. Dạ chứ lấy nhiêu bán nhiêu. Dạ. Ồ bánh mì giòn thủ à, quá ngon chú. Dạ. Vậy là lò bánh mì cũng gần đây hả chế? Ờ đúng rồi. Dạ, bán hết cái này cái đi lại đó lấy. Nhà đi lấy ấy nhiều quá chứ nó giao nó không có ra có chỗ đâu. Dạ. Đó, dạ trước này giờ em thấy bà con đi đông đúc quá trời luôn rồi chú. Dạ không, bỏ đây hết cho em đi chứ. Về Bạc Liêu thì bà con hay xưng từ chế của chú. Chế nghĩa là chị á. Xưng chế mình kêu chế luôn. Em quê ở đâu? Dạ em quê ở Vĩnh Long. Chế ở Vĩnh Long nè. Vậy hả? Bến Phà Cũ. Bến Phà Cũ là của Bắc Mỹ Hận. Đúng rồi. Dạ em ở Bến Phà Đình Khao. Đình Khao ở dưới. Dạ. Ơi vậy là gặp đồng hương ha. Cùng quê. Chế tập gia đình vô đây. Dạ ông xã chế quê đây ha. À, đúng rồi. Dạ quê ông xã là ở dưới Năm Căn nè. Năm Căn là Cà Mau à. À Năm Căn Cà Mau. Dạ rồi về đây lập nghiệp á ha. Về đây là theo cha, cha về đây lập nghiệp là theo cha. À dạ ở đây phát triển hơn ở Năm Căn. Ở đây có
Dạ. Rồi em cảm ơn chế nhiều, chúc chế mua bán đắt nghe chế. Dạ. Rồi mình đi về dài tiếp tục tham quan chợ của chú anh chị. Đây bán dưa hấu nè, dưa gan nè cô chú. Dưa hấu 1 giỏ 15 ngàn đồng 1 ký dưa hấu luôn. Quýt tường ngọt 25 ngàn. Chị, dạ em qua YouTube. Ồ, cắt làm mặt kỹ quá ha. Để cho gió đừng vô phải không chị? Mình cắt ra mình bịch cho gió đừng vô phải không? Dạ. Ồ, trái này nó mọng nè. Cắt cái nó nứt luôn kìa. Quá thì ngon luôn ha. 15 ngàn đồng 1 ký dưa hấu. Ở trên đây là 10 ngàn à. Dạ. Ở đây mấy bà con để giá cả rồi hẳn hoi hết trơn ha. Dạ. Quýt ngọt là 25 ngàn ký nè. Quýt táo này là 25 ngàn luôn. Giảng tiêu cũng vậy, 25 ngàn. Ai có ăn trái cây thì ghé chế ở đây. 25. Chúc chế mua bán đắt nghe chế. Vú sữa nữa kìa. Ồ, vú sữa tím. Dạ. Sữa dây. Hả? Vú sữa dây. Vú sữa dây hả? Ừ. Sao kêu vú sữa dây chế? Tại nó chế có dây có chùm. À. 25 ngàn đồng 1 ký vú sữa luôn cô chú anh chị. Lựa trái nào mềm mới ngon phải không chay? Mềm với bóng. Đó, vú sữa cô chú anh chị mình lựa là lựa mềm với bóng nè, lựa được trái ngon nha. 25 ngàn đồng 1 ký à, đi vô mùa rẻ. Rồi em cảm ơn chế nhiều nghe chế. Rồi mình đi dài tiếp tục tham quan cô chú anh chị. Trước này có thịt bịch heo và con bán gì dài nè. Chợ này á thì em thấy bán dọc đường nhiều không cô chú? Bán dọc đường xôm ghê luôn á. Trời ơi tôm bực rồi nè. Tươi gói nè cô chú anh chị. Có cua biển nữa kìa. Đó, tầm cua biển bên trong á. Cá rô phi. Ở Bạc Liêu với cạnh Cà Mau rồi em thấy bà con rất là thích ăn cá rô phi á. Bán nhiều lắm. Này bán chuối 10 ngàn. Dạ, ôi ôi, tắm hết rồi, tắm hết gì mà dày bự quá vậy chú? Tắm này tắm mùa u nè, quay nó đi. Tắm mùa u. Ừ, nó mặn luôn. Dạ, ôi, quá bự luôn cô chú. Này khoảng 4 mấy xăng á. 4 xăng mấy. Dạ. Một miếng vậy là bao nhiêu tiền vậy chú? Cái đó 350. 350. Cái này mua chặt thịt heo là bao sướng luôn ha. Heo giờ nó chơi gọi là thấp me không à. Thấp me hả chú? Me hình như là mình xài chỉ ấy thôi chứ mình mà bầm gắn con này nọ là kỹ á. Bị móc hả chú? Dạ. Ủa này là loại tốt mà cô chú. Với chú này có bán cái cối rồi nữa nè. Cái này là bằng cái chàm. Dạ. Vậy tính ra cái cây chàm cái thân cũng bự lắm mới làm được cái cối vậy nè. Dạ. Có hớt cây chàm luôn cô chú anh chị. Ôi cái màu nó đẹp quá ha. Thôi nặng quá khó lấy lên lắm chú. Đây cái màu nó đẹp lắm cô chú anh chị, cái màu nó nâu nè. Thứ một nè. Dạ. Đó. Rồi chà đâm tiêu là bằng cái chàm đúng không chú? Chàm luôn. Chàm luôn nè. Ôi chàm lên nó cũng chắc tay lắm nha. Đó. Một cái chài bự vậy là mình bán được nhiêu chú? Chài đó với cái gói là 150. À chài với gói luôn là 150 à. Đó. Đó này cũng nhỏ cô chú. Rồi để đâm tiêu rồi được á. Dạ, em không có chơi với số chị. Thông cảm em nha. Dạ. Đây, ai có mua tấm hớt thì ghé gặp chú ở đây ủng hộ chú của bác chị. Rồi. Này chú bán gì chợ hay là bán cố định đây chú? Bán cố định đây luôn. Dạ. Rồi, chú bán cái tuyến đường Lộc Ninh ấy gì á. Cái này coi như là Hoàng Diệu hả? Hoàng Diệu là dưới kia mà. Dạ, dạ. Rồi, con chúc chú mua ăn đắt nghe chú. Dạ. Dạ, em không có chơi với số không cảm chứ ơi. Dạ. Rồi, mình đi quay tiếp của chú. Ồ, giờ đây lên nhạc sừng, nhạc Tết rồi nè. Sơn quá. Dạ, em đi quay chợ, quay cảnh bà con buôn bán không à. Dạ.
giày dép rồi cô chú. Đó. Đây thì bán cá, cá biển, đậu rau. Đó. Quá trời đồ ăn luôn. Công nhận chợ đây bà con bán sơm quá trời. Dạ. Để ăn sáng chưa, tặng trái bánh mì nè. Ăn rồi, con ăn đi. Ăn đi, nó dành chưa ăn? Dạ. Dạ không có chi đâu chế. Dạ. Gạo của chú anh chị. Gạo bà con bán dài đây thì mấy số lượng không nhiều bằng cái tuyến đường Hoàng Diệu hồi nãy bên kia. Dạ, trước này có quán nước quá ông ơi. Tới đầu đây thì hơi vắng khách bớt cô chú. Ôi lương kìa. Lương đen thui luôn. Đó. Đang lựa lương hả chị? Hả? Con này con lẹn hả chị? Con lệch. Con lệch. Ồ. Con này con người. Tao con nào? À bên kia. Dạ. Đây là lệch chứ không phải lương cô chú ơi. Hàng chị thấy nó đen thui à. Đó. Đây chị bán cá biển bự bự nè. Cá nâu ha, cá đói. Đó. Rồi em cảm ơn chị nhiều nha, chúc chị ngoan đó các chị. Thì bán khô ếch cá rồi gì dài quá trời luôn cô chú ơi. Vô kênh của em là Khám Phá Vĩnh Long nghe chị. Dạ khám phá. Dạ. Đúng rồi, vậy là chị qua Đồng Tháp hả? Có chồng ở Đồng Tháp ha. Dạ. Rồi, chúc mấy chị nhiều sức khỏe, ăn đất nha. Cái bự ngon quá trời, 40 ngàn thôi. Ôi, cá mắm nó dài dài quá trời luôn cô chú. Cá bự 55, cá nhỏ 40. Cá đó bự là 55 ngàn ký. Còn cá đó nhỏ là 40. Đây, bên đây là cá đói nè, cá đó bự với cá đó nhỏ nè cô chú. Đó, loại này là 55 ngàn đồng 1 ký đây. Cá bự á. Cá nhỏ nè. Dạ, quay cá đói cho bà con xem. Quay phim đó. Trước này thì bán cam đây cô chú, cam nè 2 kg 15 ngàn, cam mỏng mỏng vỏ mà mỏng nước ghê luôn nè đó cô chú, 2 kg 15 ngàn thôi, rất là bình dân ha. Đây bán vịt sống. Tới đầu đường ở đây hơi hơi vắng nữa cô chú. Bà con bán buôn bắt đầu ít lại rồi. Phía trước này là ngã tư. À, cái con đường mà cắt ngang ở đây là có tên là đường Cách Mạng tháng 8. Còn đi hẳn luôn là con đường tên là Lộc Ninh. Đó. Bên ra đây đường thì có quán ăn rồi cô chú. Quán ăn sáng. Góc đường luôn không nên. Để qua đây em coi chị này bán gì. Bán dạ cô. Dạ. Bán bánh đồ quá trời với xôi nè. Rồi ngon quá, lại cho con gói xôi đi cô. Đây là bánh da lợn nè cô chú. Bánh bò nữa nè. Dạ à, cho con gói xôi đen đen này đi cô. Này kêu nếp hang đúng không cô? Nếp hang nè. Cô đây bán 4 loại xôi luôn cô chú anh chị. Nếp hang với xôi lá cẩm, rồi xôi đậu xanh. Mới ăn đó. Dạ. Đây cho con gửi. Rồi, chúc cô bán nó hết nha cô. Rồi mình tới đây hơi vắng cô chú, hoành lại nha cô chú anh chị. Quán ăn bán mì hủ tiếu rồi ha. Đó. Sâm lạnh đó kìa, 6k. 6.000 đồng một chai. Dạ. 5 kg xoài 15.000 hả? Ồ quá trời rẻ luôn ha. Đây anh trai bán xoài. Này là xoài Thái hay là xoài Đài Loan anh? Thái. Dạ. Đây, ai có mua xoài ghé ủng hộ anh trai luôn cô chú ơi. Xoài về tặng quớt luôn phải không anh? Dạ. À,
này mình bán cố định đây không anh, hay là bán vòng vòng chạy chợ anh? Dạ. Trời ơi cái muối ớt này quá trời ngon luôn ha. Cái này là mình đâm ra hay là mình rang lên anh? Chắc xoài xoài này lo cái xoài hái. Phải chắc xoài bự ở trước đi, chắc xoài nhỏ trước. À. Trời ơi, mấy không để lên trên nó để cho mấy xoài nhỏ lên trên. Để xoài bự lên trên cho đẹp phải không? Cái xoài kìa bảo. Xoài ngon quá. Đó. À. Nhỏ chị. Ký 15 ngàn à. Để em đứng đây em làm nè, em quay xíu cho bà con lại mua hết luôn. Cũng đắt hàng, thầy mới không à. Đó. Em qua bán kia, còn trái nào hơn. Trời này bán rất là rẻ cô chú ơi. 15 ngàn à. Rồi, chúc cô với anh mua bán đắt nha. Đây, bây giờ bán trái cây quá trời luôn nè. Mít nè cô chú. Có trái Lichima đó nè. Đó, có người chưa trái này trái hồng gà. Trái ăn bánh mì hả chị? Dạ. Dạ, trái ăn bánh mì. Rồi em cũng ăn bánh mì giống chị luôn nè. Đây có bán trái nhào nữa chú. Rồi nhào này làm thuốc dữ lắm nè nha. Đó. Nhào sống nè. Cái này em đi quay cảnh chợ bà con buôn bán cho bà con xem á. Đó. Ở đây chị chắc cây nhà lá vườn bán đồ vườn không nè. Đây là trái giác của chú. Này chắc mình hái quá không vậy ha, mua đi bán lại hái vào em đoán là chính xác đó, hái cây nhà lá vườn của chú rau lan nè. Đây bắp chuối, ai có ăn gì thì ghé ủng hộ chị đây. Rồi chúc chị mua ăn đắt nha chị, cảm ơn chị nhiều. Đây bán cá gần hết luôn nè, cá dê tép có con cua nữa kìa. Trời giờ này muốn hết đồ rồi đó cô chú. Mít thái 8.000 ký luôn. Này băng mít nè cô chú chị. Mít với trái lê kim ma 10.000 ký chứ. Một cái lò ra 8.000. Dạ. Đây, chào cô chú. Này mít thái nè cô chú. Bích thái mà có muối cũng đỏ quá trời hết cô chú. Này giống như mít đỏ vậy là thái đô. Dạ là cũng 10.000 ký luôn hả cô chú? 30 à, cái mít này có giá hơn nè, 30.000 ký cô chú anh chị. Còn mít thái đây là 10.000. Mít đại lý mít luôn, ai có mua mít thì ghé cô chú đây nha. Này mình bán tới mấy giờ mình về nghỉ cô chú? 6 giờ chiều. Sáng là bán tới 6 giờ chiều luôn. 5 giờ sáng 6 giờ chiều. Dạ. Ở chợ đây bán cả ngày luôn cô chú ơi. Ai có mua thì lại đây. Rồi con chúc cô chú mua ăn đắt nha cô chú. Tụ kiến nè. Kênh của con tên là Khám Phá Vĩnh Long. Ơi anh trai lại đây hả? Nãy bán xài đẳng mà đúng không? À, đổi rồi ha, đổi người bán rồi ha. À, hả? Lên YouTube á. Cái này là cái máy quay phim. Đúng rồi, vô trong điện thoại á anh. Dạ chưa, cái này còn mấy ngày mới có bạn. YouTube của em là Khám Phá Vĩnh Long. Dạ. Rồi, chúc anh chị buôn bán đắt nghe. Nhà anh chị đây luôn hả? Dạ. Ồ, nhà quá trời ngon luôn ha. Giàu có. Đây là bán rau đây cô chú, có để giá nè, 8.000 là cải, còn dưa leo là 9.000. Giá cả bà con để hẳn hoi chưa, khỏi cái sợ chạy giá. Chờ bán quýt nè, như thanh long, chào anh. Quýt này cái da nó cam, đẹp quá ha. Quýt này chua dữ không anh? Ngọt, ngọt hả? Cam á, cam. Đó, ai có mua rồi đây. Rồi em chúc anh mua bán đắt nha.
này xưa nhà hút của chú, nhà hút tạm giờ qua đó vậy nữa. Ôi cá kìa, cá chim mà. Con chào cô, sáng giờ bán được nhiều chưa, đếm tiền như vậy cô? Mấy ngàn nè. Dạ mấy ngàn lẻ ha. Đây cô đây bán rau các loại rồi cô chú anh chị ơi, rất là ngon luôn nè, có đậu gồng nè. Cô ăn gì chưa? Tặng cô gói xôi cô. Không, không ăn rồi. Vậy hả cô? Dạ, à dạ. Vậy con cảm ơn cô nhiều nha. Rồi, rồi. Dạ. Bằng cá cô chú. Cái này quay bên nào? Dạ em bên kênh Khám Phá Vĩnh Long. Để cá đuôi cá đầu nha anh. Dạ, mình thả ở trong ao vuông này nọ ha. Ồ cá rô cô chú vậy. Nhìn cho bá bà đã vậy không? Hẹn ký bán được nhiêu anh? 70.000 ký. À. Đây ai có mua cá gô, cá lóc, còn cá này cá gì lão nè. Cá bóng đục. Dạ. Con cá bóng đục là nằm trong vùng đá. Còn quay lên YouTube đi câu đó. Dạ. Đi câu chung chung thiên nhiên nó có cá bóng đục. Dạ, em ở Vĩnh Long em cũng ít có thấy cái này. Ờ đúng rồi, Vĩnh Long nước ngọt không à. Dạ, còn này là nó ở nước lợ không anh? Nước mặn luôn ha. Dạ. Đây ai có mua cá mắm gì lại đây ủng hộ anh trai của chú. Rồi chúc anh mua ăn đắt nha. Cảm ơn anh nhiều. Đây đây bán rau củ đây. Bà con thì bán rau củ rất là nhiều cô chú anh chị. Cự khúm khúm vậy đó. Rồi buôn bán. Chào chị gái, chào em gái. Đấy gì bán được không em? Gái này bán gà vịt mần gòi của chú ơi, ai có mua ủng hộ gái. Gà vịt mần gòi bán ký được nhiêu em? Dạ 1 ký 65.000 nguyên con, còn bỏ thì 85 ha. À nguyên con thì 65 ha, còn bỏ gà thì 85. Đây gà vịt nha cô chú, đó không có dám quay gà vịt mần gòi. Rồi chúc em mua ăn đất nghe. Đây bán tôm cá quá trời nè, cho con quay mâm tôm nghe cô. Quay đi. Dạ. Em chết luôn rồi. Em chết quay lên cho bán đất coi. Đó. Đây là tôm càng xanh thấy cô. Ờ. Wow, còn rất là tươi luôn cô chú ơi. Đây. Này 1 ký bán được nhiêu tiền cô? 120.000 1 ký. Đó. Cái này em lên YouTube em gõ Khám Phá Vĩnh Long. Đúng rồi, mà clip này ít ngày mới có nha. Dạ. Bán cá lóc đồng với sú nữa hả cô? Lóc đồng, sú, tép, cá chốt gì, cá lòng tông gì có hết. Có cá chốt nữa hả? Đây cá chốt đâu? Đây cá chốt nè. Đây cá chốt cô chú. Mặn gọi luôn rồi. Mặn gọi. 1 ký bán được nhiêu cô? 1 ký 100. Dạ, 1 ký 100.000 à. Đó, cô chú. Đồn xú rồi cô chú. Ở đây bán vui lắm nè cô chú anh chị. Rồi còn đây bán cá luôn à. Bán đủ thứ hết trơn vậy. Dạ, mà cái khúm này vui nè. Này mình thuê chỗ mình ngồi bán á cô? Ừ, chỗ. Dạ. Đó, mướn mặt bằng ở đây bán, mặt bằng khá lớn ở đây cô chú. Ai có mua cá mắm thì lại đây, đường Lộc Ninh nha cô chú. Cá gô phi. Gô phi 1 ký được nhiêu cô? Ký có 25.000 à. Dạ. Dạ thôi để con né cái đi. Đó. Rồi. Con chúc cô mua ăn đắt nha cô. Cảm ơn cô. Cá mắm rồi gà vịt đồ quá trời luôn. Ít đồng nữa đó hả cô? Ít đồng. Ít đồng cá lóc đồng nè, cho con chú quay cái nha cô. Ít đồng đây, nhà kính luôn ha. Này 1 ký bán được chứ cô? 120.000 ký. Đây là ít đồng của cô chú. Cái đồ này rất là dạt nè. Ồ, đã không? Này, cá lóc đồng. Cá lóc đồng ký bán như cô? 100.000 đồng à. Đây là hàng cá lóc vườn dừa. Cô chú anh chị nào có mua ếch mua cá lóc thì ghé cô ở đây ha. Đưa đi đâu vậy? Dạ đưa đi nước ngoài. Đưa đi qua Campuchia. Dạ. Rồi chúc mấy cô ăn đắt nghe. Mấy cô ở đây vui vẻ quá ha. Rất là thân thiện. Dạ cá rô luôn, lấy con hết trong cá rô này nha cô. Dạ lấy con hết mà mâm vịt luôn.
mua lẹ lẹ về sớm luôn. Trời ơi, mắm cá rô phi siêu to luôn nè cô chú ơi, đã không? Còn nào mấy hơn bằng tay em không nè? Dạ YouTuber á chú. Chú đang bằng cá bên trong hả? Dạ. Dạ kênh của con tên là Khám Phá Vĩnh Long. Kênh của con tên là Khám Phá Vĩnh Long. Dạ. Đó, ai có mua cá rô phi, cá rô thì lại đây ủng hộ cô chú đi, cô bác anh chị. Đó, cá mắm đâu đây bà con bán rất là nhiều. Chào cô. Đây bán mực nè, bán tôm bự bự nè. Đó. Tôm này tôm chắc là nhất rồi. Mực nè. Đây kêu bạch tuộc nè, phải không cô? Được đúng à. Một ký bán được nhiêu tiền cô? 1.7. 1.7 ký. Hôm nay quay hỏi giá cả chi tiết của cô chú anh chị mình đi chợ với em luôn đó nha. Ai có mua ghé ủng hộ với cô đi nha. Chưa đủ ha. Chưa đủ thì bỏ thêm. Cái này mua cho tôi mà hai chị. Dạ. Cân cho tôi lựa cái đây mà làm gì? Không đổ chứ cô mà. Hả? Đổ cho đây còn cái gì nữa. Còn nữa nữa. Ơi, chú cô ăn rắc cô ơi, bên đây bán chuối nè cô chú đi. Ồ chuối quá là ngon luôn. Dạ, đây. Dạ không có gì đâu. Chuối già, chuối xiêm cô chú. Quá trời cái nãy chuối nha. Tròn to trái. Đây có giấy gì đâu quên nè. Cái này nhà ngâm rượu rất là ngon nè. Me nữa nè. Giờ bà con ở đây đi đông rồi nè cô chú chị. Sắp đặt thêm bộ luôn. Dừa lưới rồi nữa kìa, rồi dâu tây, táo hồng, đu đủ và thái. 10.000 đồng tí, cho bánh khô. Khô cá đồng U Minh. Cái sạch. Tôm tép rồi quá trời luôn cô chú kìa. Tuyến đường này thì em thấy bà con bán cá mắm rất là nhiều nha. Đó. Mình có cá chẽm nha cô chú. Cá chẽm, cá đối. Rồi cái khu này bán hành, tỏi. Treo bịch đường, lụng lẳng đẹp ha. Me của chú một cục về 10.000. Me để nấu canh chua. Ở đây bán số lượng rất là nhiều nha. Hành tỏi với me nữa, số lượng rất là nhiều luôn. Còn mắm tép rồi đây nữa nè. Chào chị. Cắt ra vậy chi chị? Cắt ra cho đẹp ha. Rồi bị mất ký của mình rồi sao? Hả? Mình bị mất ký không? Dạ cũng có. Dạ. Mình cắt thì cho nó đẹp ha. Ờ. Nhìn cho nó đẹp cho chị bán. Cô đây nè, chị bán chị cắt ra mấy cái kỳ rồi sạch sẽ cho cô chú. Này kêu khô cá đổng hay cá đù chị? Cá lục đù. Cá lục đù. Cái này cá ngát. Dạ. Bên đây là cá ngát nè cô chú. Cá ngát ký mình bán được nhiêu chị? 150. 150 ký. Dạ. Khô lạc vừa ăn. Dạ. Khô này là khô lạc á hả chị? Khô lạc. Dạ. Đây là khô lạc nè cô chú, để mình chấm mắm me nè. Này ăn nhậu rồi ha. Dạ. Này để ăn cơm. Đó. Đồ đồ. Đây ai có mua khô thì ghé ủng hộ chị ở đây. Dạ, cảm ơn anh. Em cảm ơn chị nhiều nha. Dạ. Chúc chị mua ăn đó cái chị. Gạo củ rồi nè. Ở đây gạo củ bà con để trong bịch bự 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 không cô chú. Bịch chuyện cái chục ký á. Chuyền dòng ở đây luôn. Ở đây thì bán trái cây. Hồng giòn 15.000 đồng một ký luôn kìa. Củ lùng chưa nấu nè cô chú, 20.000 đồng.
Chào chị. Ba con máy là mấy lần? Một bán chả cá thì đúng. Một con góc này bán cá sống chạy oxy. Chả này chả cá hâu quá. Dạ. Đây là chả cá hâu, 1 kg mình bán được nhiêu anh? Cái đó 100 g mình bán 15 ngàn em. Dạ, là 1 kg em chấm cử không anh? 100 g 15 ngàn, lạng 15 ngàn, 1 kg 150. Dạ, lạng là 15 ngàn, 1 kg là 150. Còn chưa chiên là 1 kg nhiêu anh? Đó, chưa chiên đó là 13. 13. Dạ, một lạng 13 ngàn, 1 kg là 13. Đây, chả cá hâu đi đúng. Đó, chả này như là đặc sản ở ngoài Nha Trang ấy gì nè. Dạ. Và hất tiền về tới miền Tây luôn rồi đó. Rồi ai có mua ghé anh trai chả cá đây cô chú ơi. Rồi em chúc anh mua bán đó nha anh. Cảm ơn anh. Cá mắm rồi đây tươi sống này cô chú. Cá dồ, cá hú, cá biển. Ở đây mà có cái chừng 1-2 chiếc xe tải vô là kẹt xe cô chú anh chị xem á. Kẹt ầy 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 lên. Quá trời đông rồi nè. Có xe tải đó này, cứu đồ của chú. Xíu nó kẹt nguyên đoạn này luôn rồi của chú chị. Cá kèo kìa. Dạ. Ê trời ơi. Chứ thấy bè phim nước ngại nó nhảy quá trời luôn. Đó. Ra ngoài luôn rồi nè. Này cá lóc nuôi ha. Dạ có. Quay lên chứ không lên là ổn lắm à. Có phải cười không? Dạ có luôn. Kêu khách hàng lại ủng hộ ở chợ buổi sáng này buôn bán đắt đắt đi. Dạ. Cô thứ mấy đây cô? Hả? Cô thứ mấy? Thứ tư. Cô Tư. Đây cô Tư bán cá chợ cầu sáng của chú anh chị nào lại đây ủng hộ cô Tư mạnh mạnh vô cô chú anh chị. Bán à. Cô Tư Liễu. Dạ tên đẹp nha. Dạ, cá tép mực. Đó. Cá kèo này cô Tư bán ký nhiêu cô Tư? 18. Dạ, 18 ký. Đây là cá kèo bự cô chú. Đó. Cá kèo nướng muối ớt ăn rất là ngon nha. Đây, chào mấy chị nha. Dạ cái này chắc ít ngày mới lên đó cô. Lên Đại Bạc Liêu hả? Dạ không, lên Đại Vĩnh Long, khám phá Vĩnh Long. Vĩnh Long một hả? Khám phá Vĩnh Long YouTube. YouTuber. Nhớ gì đó xem nha cô. Đây bán cá biển, cá mập đó kìa. Này cá mập hay da cô? Ồ cá mập nè. Này cá mập con đu 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 nè. À. Cá này nấu lẩu bỏ vô ăn rất là ngon cô chú. 1 kg bán được nhiêu tiền cô? 80 ngàn ký à. Ồ rẻ ha. Đây ngay góc đường này có cô bán cá biển rồi. Có cá mập luôn cô chú. Ai mua lại đây? Dạ. Cá chỉ, cá biển quay chỉ á cô. Dạ. Cá biển quay chỉ nha. Đây là đang đổ tôm vô bao. Rồi chúc cô ăn đất nha cô. Dạ. Không có đâu. Em mà quay YouTuber quay cánh chợ thôi. Đừng nói vậy à, chết em à. Dạ. Chùa biển ngày tôm nè. Dạ cô. Dạ góc này bán trái cây cô chú. Quýt. Thanh long. Dạ quay quảng cáo lên cho bà con mua đắt đắt. Dạ em quay này em giới thiệu lên YouTube mà. Có nho rồi bơm ở bên trong cái này cô chú. Đây ai mua trái cây thì lại ngay góc đường này ha. Có mấy chị bán trái cây ở đây nè. Bên đây lộ rồi cô chú, trái cây nhiều lắm luôn. Wow, tuyến đường này cũng khá là đông đúc rồi cô chú anh chị. Ôi, bán thịt heo dài nè. Bên đây trái cây với rau củ. Đây có bán hải sản nữa đây cô chú anh chị. Ốc móng tay 30 ngàn đồng 1 ký gì đây nè. Ốc bu 60 ngàn đồng. Loại nhỏ hơn là 40. Hào đá nữa nè. Đồ dọt
đồ gió thì 30.000 đồng luôn đó. Hải sản ha, hải sản tươi sống. Cô này bán khăn giao khoác 3 cái 10.000, bao đập cái đá 10.000, 3 cái khăn 10.000 hả cô? Quá rẻ luôn ha. Ôi, củ kiệu nè cô chú anh chị. Quá trời củ kiệu rồi nè. Đây là bán gian hàng rau củ của mấy cô ở đây. Bí đao quá trời rẻ luôn kìa, 2kg 15.000 đồng à. Đó. Bí nấu canh ăn rất là mát cô chú anh chị. Này có lò đậu hũ Hà Nội luôn. Ôi gà vịt mần quá trời rồi. Đây bán khóm, có khóm gọt sẵn đó nè, rồi khô cách sạch. Khóm này người ta chia theo hình mâm mâm ha. Đây già dứa bà con đi vòng lắm luôn chú, xe cộ là thấy luôn không tấp nập luôn á, không bao giờ ngớt luôn cô chú anh chị. Đây bán chanh ha, chanh không hạt 27.000 đồng một ký luôn. 72 củ là mười tiếp, còn hai là 83 9 7. À củ gà vịt mần rồi. Chào mấy chị. Chào chú. Dạ. Mới chào bye bye liền luôn ha. Dạ, em chúc chị ngoan đó các chị. Đây chị bán gà vịt mần sẵn ở đây cô chú. Ai có mua lại đây ủng hộ. Rồi, chúc chị ngoan đó chị ơi. Dạ, bữa nay bà con cũng vui vẻ ghê nè. Đây cái cây nữa cô chú. Ồ, chôm chôm nữa kìa. Quýt. Giờ cái cây đủ loại hết trơn. Đường này bà con bán dừa khóm nhiều quá trời luôn nè. Ở ngoài thì khóm còn xanh xanh, bên trong thì khóm chín vàng rồi chú. Ồ, hành. Hành tỏi các loại luôn. Ồ quá trời cái sạp gạo này luôn cô chú. Lùn 20.000 đồng một ký, khoai Đà Lạt 10.000, cà chua nè 18.000 đồng luôn. Đó. Đây một số loại rau củ bà con cắm cái bảng đó để giá cả ha. Tặng em bịch xôi nè. Quành lại cô chú ơi, mình lại mình đi dài lên cái hướng nhà lòng chợ nha cô chú. Lòng chợ cầu sáng nha. Hướng này thì thấy hơi vắng rồi. Ăn sáng nha cô. Hai tờ chú. Tặng cô bánh mì nè. Không, ăn chay. Vậy hả? Ăn chay. Con không có chơi với số. Dạ, cảm ơn cô nhiều nha. Con nguyên cái xe bán mấy cái đồ dùng nữa cô chú, tay rồi khăn rồi này nọ đó. Ở đây thấy bà con hay thường làm mấy xe thì đi bán dài dài. Bên đây cũng dựa khóm rất là nhiều đây cô chú anh chị. Khóm mà trái to to bự bự không à nghe. Quay khóm thôi đừng quay người ha. Quay người là sợ bể màn hình hả cô? Trời ơi, quay người có đâu bể màn hình dữ vậy. Khóm này đẹp quá nè. À, một trái mình gọt cái dây mình bán trung bình như tiền cô? Một trái 5.000 à. Có thiệt không vậy? Rẻ dữ lắm luôn á nghe. Khóm này gọt cái gọi trái 5.000 rồi cô chú. Lấy cho em một chục trái nha. Rồi chúc cô chị mang đất nghe cô chị.
khóm rẻ ghê không cô chú. Đó, không biết nó chơi nó thiệt là rẻ quá trời luôn á, bự bự còn trái 5 ngàn, khóm rồi dưa hấu luôn nè, nhóc hết trơn với cây luôn, cam 3 kg 20 ngàn luôn nè. Mua lửa ở trong cái chút. Ở cái đồ cơm điện có ai rớt rồi đây. Rớt cái đồ cơm điện luôn. 26 3 ký 20 ngàn em ơi. Đang lấy chim á vậy chị? Dạ. Chào chị. Trời ơi quay rồi vô rồi. Còn gì nữa đâu mà che. Ôi dài bán khóm quá trời luôn đi cô chú. Bà con bán khóm lúc nào thấy cũng ngồi gọt hết trơn nè. Dạ. Đây có quán ăn rồi bên trong nè. Giờ này thì bà con đi ăn sáng về hết rồi. Trước này là rau củ đây cô chú. Quá trời mấy cái bảng giá bà con để lên luôn luôn kìa. Nhìn như ở chợ đầu mối Bình Điền nha. Đây nè, để em đọc giá số loại rau củ bà con để giá cô chú anh chị tham khảo nha. Đây là củ cải đỏ, cải cải cà gót nè, 15.000 đồng ký nè. Rồi bắp bông bắp cải nè, Đà Lạt nè. Quay chú ơi chú. Rồi quay qua chào con luôn chú ơi. Bưng một lần là 2 tô hả chú? 4 tô luôn. 4 tô luôn. Quá trời hay vậy ta. Đó. Rồi siêu đẳng cấp. Dạ, quán hủ tiếu của chú là bên đây. Trong đây luôn. Đây quán hủ tiếu của chú ở trong đây nhìn cũng rất là khang trang của chú anh chị. À. Đây bán hủ tiếu với bò kho hả cô? Hủ tiếu cà ghi. Cà ghi ha. Đó, hủ tiếu với cà ghi. Hủ tiếu cà ghi chợ Cầu Sáng. Chợ Cầu Sáng. Đó. Này mình hờ bán ra bưng đi nhiều hả chú? Bưng đi nhiều bạn ơi. Dạ. Đó, mối của chú điện chú bưng đi không kịp luôn. Đây, ai có ăn sáng thì lại đây ha. Có món cà ghi nữa của chú. Cà ghi. Dạ. Nhiều món quá trời luôn. Đó, vậy là bưng đi hả chú? Bưng đi đó. Ồ. Sạch sẽ luôn ha, lấy bịch đồ bịch lại của chú anh chị. Khỏi sợ bụi và cái gì rớt vô. Rồi ông chú đi rồi, mình tham khảo tiếp tục giá rau củ đây cô chú. Đó. Bắp cải Đà Lạt 15 ngàn đồng một ký luôn nè. Bên đây thì bán khoai tây 15 ngàn đồng một ký luôn kìa. Tay ngọt 20 ngàn đồng một ký, củ su 15 ngàn đồng 2 ký. Đó chú anh chị thấy bà con để giá cả rồi sẵn hết trơn, dễ mua dễ lựa ghê không. Đậu que 20 ngàn đồng một ký nè, rồi củ cải trắng thì 2 ký 15 ngàn nè. Dưa leo với bí đao 2 ký 15 ngàn. Chào chị. Ở đây rau củ rẻ quá ha. Rẻ quá. Nè mới nói này 2 ký 15 ngàn là đúng không chị? Ừ. Dưa leo với bí đao. Ừ, bí đao 2 ký 15 luôn. Dạ. Đậu que 15 ngàn luôn. Đậu que 15 ngàn à. Ừ. Vậy là chưa sửa giá là kịp ha. Ừ. Đây chị bán là ngay cái chỗ dừa khóm, dưa hấu, tính kèo của chú. Đó, ai có mua rau củ thì lại đây nè. Ủng hộ chị, giá cả chị để sẵn sàng hết trơn luôn. Dạ. À. Ngư đẹp đằng đây ha. Đó, rau củ quá trời nhiều. Dạ. Dạ em làm YouTube. YouTube em tên là Khám Phá Vĩnh Long. Khám Phá Vĩnh Long à, sao gặp chứ làm khám phá vậy? Trời ơi, em lỡ đặt nghe rồi, em đi tùm lum hết trơn à. Nick name vậy thôi. Chứ đi tùm lum hết dạ.
Về với xem ủng hộ em với nghe anh. Khoai một chút, khoai Đà Lạt 15.000 đồng một ký. Đó, gạo củ dài quá cho nhiều luôn nè. Này vừa bác sĩ bán lẻ luôn phải không cô? Quá trời bắp cải luôn nè. Rồi bóp kèn quá rồi. Dạ, giờ lên cao mới thấy nha. Không, pháp là không thấy đâu. Đó. Đây rau củ rất nhiều nha. Ai có ăn rau củ thì lại góc này của chú gần cây sang. À, có mấy cô mấy chị bán rau củ ở đây nhiều lắm nè, để giá cả ăn hôi hết nè. Đó. Xe cộ đông quá à. Tới trái cây rồi đây của chú anh chị. À, chào cô. Anh đây đừng có quay vô đây nha. À, dạ, dạ, dạ. Khu đây bà con ngại quay phim của chú. Thôi mình đi dạy lên nhà lòng chợ cầu sáng thôi. Ồ, bánh gì kìa. Bánh này là bánh gì vậy cô? Bánh tiêu được. Dạ. Một cái nhiêu tiền cô? Dạ, một cái 5.000. Đấy, còn hai cái đi. Dạ. Ồ, bánh tiêu đường của chú. Đây gà thử coi. Mềm mềm. Cái lớp trắng trắng ở ngoài là lớp gì vậy cô? Dạ đường. Đường á hả? Dạ. Ồ, đường ngộ á ha. Em xây nhà. Đường mình xây ra hả cô? Dạ. Dạ. Bánh này em cũng làm nhà. Bánh cũng làm nhà luôn. Dạ. Dạ. Vậy là lấy công làm lời hết trơn rồi. Dạ. Đây nè, bán rất rẻ cô chú, một cái có 5.000 á, hai cái 10.000 là ăn là no luôn á. Ráng làm đặng nuôi hai đứa nhỏ. Dạ. Rồi, chúc chị nhiều sức khỏe, cố gắng nha chị. Số đây, 66. Với số 66 đây. Cái số đặc biệt. Đặc biệt luôn. Tỷ 8 mà người dẫn ế. Dẫn ế, tỷ 8 dẫn ế. Cái đó mà trúng là chắc đắt lắm á. Ừ. Dạ. Cao quán mới mua. Dạ. Cái số đặc biệt. Ở đây có xe bán xòi với mặn không chú? Ai thích cái gì mua đấy nha. Đó, cô bán vé số gào thấy hấp dẫn không? Thích số nào mua số nấy. Đây hướng này là mình đi lại là nhà lòng chợ cầu sáng nha cô chú. Đó, khu này lúc nào cũng đông hết trơn nè. Chợ rau củ đây cô chú, sáng là mình có đi ngang đây một đoạn nè, à, còn mua quá là muốn là sớm nha. Quá trời rau củ các loại luôn cô chú anh chị. Mà ở đây hiện tại cũng ít có để giá cả nhiều như cái đoạn nãy em mới quay ha. Gần cái chỗ mấy cô mà bán trái cây á, đoạn trên kia bà con để rau củ nhiều hơn. Để giá cả luôn. Này tưới nước cho tươi nè. Này mình đi lại đằng nhà lòng chợ cầu sáng đó không chị? Dạ. Em cảm ơn nha. Đó. Bên đâu? Cái anh đó hả? Thôi anh đó anh đâu có chịu quay đâu. Anh ngại mà. Rồi bạc hà đó cô chú. Ồ bắt nào bánh đấy bự bự luôn ha. Đây bạc hà với đậu gồng quá cho nhiều luôn nè. Đây bán cải xà lách son 30.000 ký luôn. Yeah, son 30, 30 chứ. Yeah. Nấu canh ăn rất là ngon ha. Ôi chợ đây bà con mãn quá trời cung luôn chú chị. À, cái đoạn này đi lại đầm nhà lòng chợ cô sáng nè. Bán rau cải rồi dài luôn. Rào cải mấy này quá trời tươi luôn nha. Chưa có nắng tới cô chú. Hôm qua là 10.000 đồng tí à. Rất là bình dân. Tết lên 30-40.000.
Ôi củ kiệu dài dài quá trời luôn đây nè. Khoai gì á, đây có chị này bán khô để trên cái gánh này bán nè. Nãy giờ bán được không chị? Ừ. Dạ thấy đi đông quá mà chậm ha. Đây khô cô chú rất là ngon, lên YouTube rồi đó, lên YouTube rồi đó. Chúc chị mua ăn đó nghe chị. Dạ đây là những cái sạp rau củ dựa rau của bà con, ở đây chất đẹp ghê luôn nè. Sản phẩm nào ra sản phẩm đó cô chú, nhìn gọn gàng không vừa bộn á. Trước này cô chú anh chị xem nữa nè, quá trời đông luôn, kẹt xe dài 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 luôn. Có xe tải đi cái là đập nghẹt đường này cô chú. Bé trong này có cô bán bánh cơm nè. Qua xe này cái đi. Cái đường này dẫn xuống nhà lòng chợ Cầu Sáng thì thấy đa phần là bà con bán rau củ các loại của chú anh chị. Cá mắm thì rất là ít, thỉnh thoảng thì có một vài sạp thịt. Ủa vậy? Dạ con đi quay phim chợ. Rau cải rồi đó, 6.000, 7.000, 10.000, 12.000. Ờ cái lớp ở trên nãy vậy thôi chứ dưới tươi lắm nha. Mới nói không có cá là đây có bà con bán cá nè cô chú. Đây cái lóc cá rô đồng kìa. Cá biển bên đây. Quay là bé mua nha. Dạ. Đây người đẹp bán cá luôn. Sáng nay bán được không ơi cô? Cô bán gai. Dạ. Đây là khô nè. Cô cá dứa đi em. Cô cá dứa. Đây 1 ký bán được nhiêu đây chị? Cái này cái châu sỉ 130 ký ha. Sỉ nha cô chú. Ở đây bán sỉ bán lẻ luôn. Đó. Ai có mua cá rồi ghé ủng hộ chị đẹp gái đây. Để trước chị mua bán đó nghe chị. Rau củ dài quá trời sung luôn. Dưới này có rau muống đồng rồi đó cô chú anh chị. Chào chị. Đây là rau muống đồng nè. Này nấu canh chua ăn rất là ngon nè. Này rau muống cả nè. Rau dền nữa nè, 7.000 đồng một bó vậy. Dạ xuống đây thấy cảnh giống thôn quê cô chú. Hữu tình không? Có cây cối rồi ha. Giờ này công nhận hoạt động từ sáng tới giờ mà vẫn chưa hết khách luôn chú. Trời nhà này mát ghê luôn. Các loại luôn đây nè. Ồ bên đây có quán cà phê chợ. Quá đông kẹt xe dài dài luôn cô chú.
Ở đây thì gần tới nhà lòng chợ Cầu Sáng nè, bà con đi lấy đồ á về để bán nè, mấy người nào cũng chở giỏ giỏ cho cô chú chị, quá trời đông luôn. Rồi bớt bớt ra xe mình đi tiếp. Đây thì bán chanh nữa cô chú chị, chanh ớt đi tắt à. Dạ mua tắt đi lấy em chụp ký tắt nha chị. Rồi cảm ơn chị. À, chị gái bán tắt ở đây rất là đắt cô chú. À, ai mua lại đây thì dài đi xuống khu này bà con bán chanh tắt rất là nhiều luôn nè, để giá cả đâu hẳn hoi vô luôn cô chú, 17, 18, 20 đó. Trời ơi gần tới nhà lòng chợ Cầu Sáng rồi, xe tải hoạt động tấp nập bên trước luôn cô chú. Cô đây bán hộp đốt nhang mũi dừa leo 5.000 đồng ký. Ồ trái bự mà dài ha. Ghé đây mua nước uống cái đi tiếp cô chú anh chị. Dạ có gì nghe cô. Có gì nghe. Cô mới mua gì hả? Vậy hả? Bán số hả? Cô ơi cho con một chai C2 đi cô. Chai C2 à? Dạ. Cho con xin tẩy đá với nha. Mua chai C2 thôi, cho con đổi thành bí đao nha cô. Lon bí đao đi. Dạ. Bí đao khỏi C2. Dạ đúng rồi, bí đao khỏi C2. Bí đao uống mát hơn C2. Thì chú anh chị mình đợi em xíu nha. Dạ rồi, thì em mới vừa mua được một ly bí đao của chú. Mời cô chú anh chị mình cùng uống bí đao với em rồi mình đi tiếp tục tham quan chợ nha. Đây, dài gần tới nhà lòng chợ Cầu Sáng này cô chú. Bà con thì đi buôn bán rất là đông dưới đây nè. Đây bán rau củ các loại cô chú. Thì giá cả rồi ha. Ôi, dựa trái cây kìa. Bưởi á, người ta đậy lại cô chú chị. Quá trời bên trong luôn. Dạ đây rau. Hành lá nè. Với cải ngọt á, rất là nhiều luôn. Dạ ông em không có chơi mấy số online luôn. Trong này bà con bán rau củ rất là nhiều, giờ dẫn vô đây là chợ Cầu Sáng à. Dạ. Dạ em không có chơi đây, có bán bắp nữa cô chú. Đút cái đít vô hả? Đó giờ trong đây là cái nhà lòng chợ Cầu Sáng, trong đây cô chú anh chị. Đi lại dạ, đây còn cái nhà lòng chợ nữa. Nhà lòng ở đằng kia thì giờ chợ hết đồ. Rau củ nè, ở đây có cây cối cũng mát mẻ ha. Chợ này thì rau nhiều, cung cấp rau nhiều. Đây xe tải đang xuống hàng quá đó cô chú. Đây gào quá trời luôn nè. Dạ YouTube của con tên là Khám Phá Vĩnh Long chú. Khám Phá Vĩnh Long hả? Dạ. Vô đó là ngay phải không? Dạ mệt bữa mới có nghe chú. Rồi con cảm ơn chú. Dạ bà bán xe lách ra chú. Dạ đây đi quảng cáo lên. Quảng cáo xe lách 7.000. Đây cải xà lách 1 ký 7.000 à cô chú anh chị. Đó. Cái này để mình
ăn ngay với hủ tiếu cũng ngon lắm nè. Quay lên mạng luôn, quay luôn lên mạng luôn. Đó. YouTube của con tên là Khám Phá Vĩnh Long. Dạ. Cái này mình trồng ở đâu về đây bán cô? Lấy quà. Lấy quà hả cô? Lai Hòa. Là ở của tỉnh Bạc Liêu mà không phải chỗ này đó. Vĩnh Châu và Sóc Trăng. Dạ. Đây cải của chú, cô chú nào có cần lấy số lượng lớn thì lại đây ha. Ngay chỗ nhà lồng chợ Cầu Sáng. Ra đây là có cô bán chuyên cung cấp cải luôn. Bán cải salad. Cải salad. Cải giống. Có cải giống nữa hả cô? Cải giống luôn. Cải giống ha. À dạ. Cải giống là cải này cô chú anh chị. Thành tím luôn. Thành tím. Mở cái vỏ ra. Dạ bên đây nè, bên đây đi, quay bên đây đi. Cái dúng nè. À, 1 ký là hai nhiêu đây cô? 1 ký 10 ngàn. 1 ký 10 ngàn. Này nấu canh ăn rất là ngon luôn. Canh rất là ngon luôn. Ngọt lắm, ngọt đó. Xà lách Vĩnh Châu để lâu nó thơm luôn. Xà lách Vĩnh Châu để lâu nó thơm. Để càng lâu là càng thơm ha. Càng thơm luôn á. Dạ, cô Lý à. Càng mê. Càng ăn càng mê luôn. Nó vừa giòn vừa dẻo luôn. Vừa giòn mà vừa dẻo đó hả? Ờ. Nó có cứng không? Không cứng đâu. Vậy hả? Nó giòn mềm à. Nó mềm á. Dạ. Dạ. Tôi lên thành ông này nữa. Rồi. Chú à đi bỏ mối vòng vòng đây hả chú? Chú thì thương lái chú mua. Thương lái không mua. Dạ. Mấy bà mấy người. Bên đây chắc là hành Vĩnh Châu á. Khu hành Vĩnh Châu nè. Dạ, khu này là chuyên Vĩnh Châu. Đây cô chú anh chị, đây là những củ hành Vĩnh Châu. Rất là đẹp. Đây nè, đây là cái quầy hành này cô chú. Hành tím Vĩnh Châu. Để lâu nó hư hả con? Hành tím Vĩnh Châu để lâu nó hư luôn hả? Đó, hành tím Vĩnh Châu cô chú anh chị. Dạ. Nói vậy thôi chứ không có hư đâu hả chú? Để lâu rồi, để càng lâu càng đẹp ha. Dạ. Chiên cải trắng thôi. Dạ. Bởi vậy khịa cô hành tím bên đây chơi ha. Có bắp luôn hả cho cô? Dạ. Ở đây có mua bán bắp nữa cô chú anh chị. Để lâu hú quắc luôn. Để lâu nó cứng nha. Dạ, bắp Vĩnh Châu để lâu nó cứng chứ không phải là hư. Dạ. Hành tím này mình bán 1 ký nhiêu mấy cô? 45 ngàn ký ha anh. Đó. Để rất là đẹp nha. Đây, quá trời đẹp luôn cô chú ơi. Thành xóm Vĩnh Châu hả chị? Rất là đẹp ha. Dạ. Hồi xưa mỗi lần là Tết là bà con hay mua cái này nè cô chú, để treo ở nhà bếp nè, ăn dần dần á. Làm cái quầy lên nè, đẹp ghê. Cái này để phi ăn hả chị? Phi ăn rất là thơm ngon nha. Dạ. Dạ. Rồi, chúc mấy anh với chị với cô đây mua bán đất nghe. Rồi, xe tải được vô quá trời luôn. Đây là nhà lồng chợ Cầu Sáng cô chú. Đó. Nhà lồng vậy thôi chứ mấy cái dừa của bà con ở trong đó cô chú anh chị. Xe tải bự. Bên đây thì có cái bãi đá với bãi cát bên đây nè. Xe tải về đây lấy chở đi cô chú. Cái vật liệu á, vật liệu xây dựng á, cát đá quá trời ha, rau củ nông sản rồi chất đóng này nè cô chú. Đó, bên đây là mấy cái ấy của người ta nè, mấy cái lô cốt nè, kiosk nè. Thôi mình vòng ra cô chú anh chị. Dạ
Cái cô này sao chú? Dạ. Chiên giá sĩ luôn ha. Dạ. Đây cô đen này là chiên gỏi giá sĩ là tại chợ đi cô chú. Ai có xài số lượng nhiều thì liên hệ. Dạ. Đó. Rất là vui vẻ luôn. Ồ dưa bồng bồng kìa. Chào cô. Này mình đang ra bịch để bán cho khách đó hả cô? Dạ. Bịch về mình bán được nhiêu tiền vậy cô? 8.000 đó. Còn như 8.000 à? Ồ dưa bồng bồng quá trời ngon mà ghẻ ra cô chú chị. Đó, ai có muốn lấy sỉ bán lại lại đây, chợ Cầu Sáng ha. Dưa bồng bồng với cái dưa cải. Củ sen nè. Củ sen nữa. Để vô quay luôn. Giới thiệu ra luôn. Sen này là mình bán ăn bịch về lại nhiêu vậy cô? Đây sen vậy là cô bán một bọc 45.000 nè cô chú. Chắc bọc này chắc cũng trên ký hết cô. Ui nó nặng. 1 kg lô cô chú anh chị. Đó. Ngày mà mình ngâm rồi là mình bảo quản được rất là lâu rồi phải không cô? À bảo quản 2-3 tháng luôn. Dạ. Cái này là nước gì ở đây mình chế vô cô? Cái này là giấm á. Giấm á hả? À. Dạ. Bồng chua nè cô chú, rất là ngon luôn nè. Trắng tươi à. Đó. Đẹp ghê không? Đó. Cô chú anh chị nào có muốn mua bồng bồng thì giờ xuống đây nha. Dưa bồng bồng. Dạ. Ở đây mình bán cả ngày không cô? Cô bán tới 11 10 giờ. 10 giờ. 10 giờ là mình 10 giờ đêm hả? Rồi, vậy là hơn ngày luôn rồi. Hơn ngày luôn. Dạ. Từ sáng bán tới 10 giờ đêm. Mà chợ sĩ hả? Chợ mình ở đây là khoảng mấy giờ đông khách chứ cô? À, chợ mình bằng đêm thôi, tới 1 giờ. 1 giờ, 2 giờ. À. Dạ, là đông nhất luôn. Còn ban ngày là không đông bằng. Dạ. Bằng đêm đông lắm, bằng đêm bán trái cây. Dạ, bằng đêm đây có trái cây. Có trái cây nhóc kìa. Dạ. Dạ, bên đó đó. Dạ, vậy là mình hai chủ quá cô. Không, chỗ cô dạ dạ ban đêm đi quay dạ ở đây có ban đêm nữa cô chú, 1-2 giờ là đông nhất luôn trái cây á đó. Ai mà có dịp về đây đi ban đêm tham quan chợ Cầu Sáng nha. Rồi con cảm ơn cô nhiều nha cô, con chúc cô ngày càng đắt khách nha. Dạ ban ngày thì không đông, ban đêm ban ngày thì rau củ cô chú, ban đêm thì hương lái rồi buôn bán trái cây rồi đông lắm theo cái lời chia sẻ của cô đó. Còn 2 giờ đông lắm. Đây bắp bắp. Xin chào, chào cô. Chào em. Dạ, sáng giờ bán được không cô? Cũng được. Ở đây là mình chiên bỏ sỉ không phải không cô? Ừ, dạ. Giá sỉ. Sỉ không à? Cho muối. Dạ. Còn như bán lẻ. Dạ, còn cũng có bán lẻ luôn hả cô? Ừ. Con bước ra đây nhờ cái nha. Ừ. Chiếc xe đâu? Nó chạy khác ớn quá. Dạ. Xe ra vô buổi sáng thôi, chưa là hết xe là hết rồi. Chưa là hết rồi hả cô? Ừ. Dạ. Sáng là ra nhiều. Sáng là ra nhiều. Xe này Đà Lạt xuống. Ở trên Đà Lạt luôn hả cô? Wow. Đây là xe Đà Lạt của chú. Tím Đà Lạt. Đà Lạt có 1 ngày 7-8 chiếc nữa không đó. Trời ơi, dữ vậy hả cô? Wow, vậy là cái chủ doanh nghiệp này cũng quá trời giàu ha. Xuống cài đỏ với củ hành đó. Dạ, cài đỏ củ hành. Dạ. Ở đây 1-2 giờ cô còn bán không hay là nghỉ? Hả? Ở đây mình bán tới 1-2 giờ không cô? Bán tới chiều, 5-6 giờ chiều á. 5-6 giờ chiều. Dạ. 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 Đây cô có khách bán rồi, thôi mình chúc cô bán đắt nha cô. Cảm ơn nha. Dạ. Thì giờ tiếp tục tham quan cô chú. Bà con này em thấy rất là thân thiện nha. Chào cô. Gào củ gì dài nè. Bỏ lẻ mà hết lẻ bỏ sỉ, hết sỉ thì bán lẻ cô chú. Đó. Đây một xe cũng đang xuống hàng quá nó đây nè. Ồ công nhận cái xe gao Đà Lạt này quá trời bự luôn. Tím Đà Lạt nè. Ồ, quá bự luôn. Đây đi lại đây còn cái nhà lồng chợ Cầu Sáng đó cô chú anh chị. Tính ra chợ cũng bà con bán dài mà thùng ghê luôn á. Đó.
Trước này là nhà lòng chợ Cầu Sáng thứ hai. Này chắc cũng lâu quá vậy cô chú. Cái chữ nó gớt ra xuống chữ này chữ kia gớt xuống rồi kìa. Chào cô. Dạ con quay chợ Cầu Sáng cho bà con coi. Hả? Con đi quay chợ Cầu Sáng cho bà con coi á. Dạ. Hả? Con quay bên YouTube á cô. Dạ, bên YouTube. Giờ bán sắp hết rồi hả cô? Ừ. Dạ. Chợ này là sỉ hay là lẻ vậy cô? Chợ bắt sỉ ưu đãi. Dạ, ưu đãi. Đó, đồng thôi. Dạ. Ờ, bên trong nhà lòng lớn. Dạ. Còn con cá phi kìa cô. Dạ con chúc cô bán hết nha cô. Cô bán cá phi. Bên đây thì có bà bán cá bóng với tôm. Đây là bên trong nhà lòng chợ Cầu Sáng nha cô chú. Giờ này thấy con hơi vắng rồi ha. Bên đây là có hạt hạt đồ dài dài nè. Hạt thịt heo nè. Đó. Giờ vô trong đây rau củ cô chú. Chợ sỉ rau củ. Chợ quá lớn đó chứ. Bên đây còn cái cua quẹo qua nữa. Quá trời rau củ luôn đây cô chú anh chị. Bà con bán cặp theo cái cua này dài 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 xuống nè. Đó, bên đây còn cái nhà lồng mở rộng nữa nè. Mà ở trong nhà lồng thì không có nhiều bà con buôn bán bằng chập đường này của chú anh chị. Nhà lồng trong đây trống quá. Thì em đi hẳn ra phía sau cô chú chị hôm qua ha. Phía sau như là bến sông. Có ghe đò đậu đậu hơn sao. Này bán cua hành rất là nhiều ha. Này bà con đi bằng đường thủy cô chú vậy. Có ghe đò đậu ở đây nè. Đó. Chú cho con nhờ ở đây quay mấy chiếc ghe cái nghe chú. Con quay cảnh quê cho bà con coi chơi. Dạ. Đó. Ghe này đậu gì thôi chứ đâu có chở hàng quá gì hả chú? Sớm hả chú? Đó. Chắc ghe của chú luôn quá. Đây cô chú anh chị, có đường đi ra mấy sông. Sông này chắc như sông Cầu Sáng luôn hả chú? Dạ. Đó. Chợ Cầu Sáng, phía sau chợ thì là sông Cầu Sáng luôn cô chú. Ghe này giờ lên bờ hết trơn rồi. Cũng chắc cũng ít đi, lâu lâu mới có chuyến đi quá. Ghe ở hả chú? Dạ. Này chú giữa khóm, ai mua khóm thì tìm chú. Con cảm ơn chú nhiều nghe. Dạ. Thôi mình đi ra cô chú anh chị ơi. Trong nhà lòng chợ Cầu Sáng thì rất là vắng luôn. Quay lên là bể luôn á, bể luôn ạ. Đây hành tỏi rất là nhiều đây nè. Đó. Này ta phơi nắng cho đừng lên mọng một chút. Ba cái củ hành nè. Để ẩm ẩm là nó lên mọng là hư à. Rồi mình đi về dài ra cô chú. Khu này rau củ còn bán khá là nhiều luôn.
đâu sáng nay là bà con bán hết lời cô chú. Đi hẳn anh kia là thấy không có bà con buôn bán dài dài đường nhiều ha. Học lời đây cô chú. Trời cũng sáng đó. Nhà lòng chợ thì làm tút dưới đây, nhưng mà bà con thì bán dài dọc tới cái ngã ba đường tút bên kia rất là đông. Đó. Đây là dựa rau củ với trái cây rồi nè, mít xoài bưởi. Ôi đây có gà muống đỏ nữa kìa. Ui, nhỏ gà muống đỏ luôn. Quay gì đẹp không quay đâu, quay gì đâu mà. Quay gà muống. Quay bí đao vậy hả? Bí đao á anh. Cái này mình trồng ở trong vườn chở ra đây bán hả anh? Ừ. Dạ. Ồ chở hay quá, hai giỏ này chắc cũng có 100 kg à. 150. Dạ. Chở cái yên là hụng luôn đó cô chú. Quay thiệt hả? Dạ. Quay đó đi đâu đi không? À, lên YouTube á. YouTube hả? Dạ. Mẹ YouTube lên vậy? Phụ không? À, kênh của em Khám Phá Vĩnh Long. Vĩnh à, cái này phải không? Vĩnh rồi. Vĩnh này đúng không? Ờ nặng lắm á. Nặng à nghe. Vĩnh này nè. Nó nghiêng à. Đó. Rồi giờ mình nghiêng qua hay sao ta? Cái bước rồi ta. Trời ơi. Thị TV hả? Hả? Không phải, kênh của em là Khám Phá Vĩnh Long. Coi chừng ngã xe. Dạ. Bóp làm thêm cái chân trống bên đây nữa. Dạ. Rồi vậy có thời gian con ủng hộ em nha. Cảm ơn nha. Rồi mình đi tiếp tục dài dài ra ngoài kia lên cô chú ơi. Trên trên đường 1 tiếng 15 ngàn. Cam sành, cam sành một giỏ nữa mà 1 tiếng 4 ngàn, 4 ngàn, 4 ngàn. Bữa này giờ ở bên trong á nó mát á cô chú, cho nên thấy tối hôi à. Đường thì sáng trưng à, nó bị che cái máy rồi tới hùi ha. Đây còn ngồi cặp ở cái rừng ton này bán rau củ bên đây lộ rất là đông. Lo kéo kéo điện thoại anh có chức năng 4K không? Có mới chỉnh được, còn không có là đâu chỉnh được. Anh xài điện thoại gì? Realme hả? Tùy theo giọng nghe, ví dụ có 4K mình chỉnh được, còn không có đâu chỉnh được. Tại vì lúc mua là nó nói là nó sợ bây giờ cho nó hợp á. Rồi mình gác vô mà nó chưa đi chân mất mẹ nó hợp. Mất hợp. Trời đất ơi. Rồi là cũng có bảo QR quét. Bây giờ biết cách thì mình sẽ nói điện thoại không được. Lo này hay quá, con cái nhiêu tiền anh? 15 triệu 9 nha. Mình trả góp. Ồ, có bán trả góp luôn. Đây, sắp tới Tết rồi, cô chú anh chị nào có mua lo kẹo kéo thì ra đây. Có anh trai bán lo kẹo kéo luôn nha. 2 bát, 4 chép, 2 mít. 2 chung ha. Ờ. Rồi, chúc anh bán đắt khách nha anh. Quýnh nghe rất là êm luôn á. 15 triệu mấy con cái.
bớt bớt hết rồi cô chú anh chị mình đây. Dạ rồi quý cô chú anh chị mình đây, thì từ sáng giờ mình đi tham quan cũng nói chung là muốn giáp hết chợ Cầu Sáng ở Bạc Liêu quý cô chú anh chị. Thì đến đây em cũng xin tổng kết số tiền của cô chú anh chị Mạnh Thường Quân mà ở trong video clip ngày hôm nay em không có sử dụng mà còn giữ lại đây cho cô chú anh chị mình cùng nắm với em rồi mình nghỉ ha quý cô chú anh chị. Dạ rồi, thì ở những clip trước em còn giữ số tiền của chú Phúc và con Minh và những người bạn của cô là 4.475.000. Thì ở trong video clip ngày hôm nay em cũng có sử dụng số tiền của cô chú, mong rằng cô chú cũng thông cảm cho con nha. Dạ, thì đến đây em cũng xin được kết thúc video clip mình tại đây luôn nha cô chú anh chị. Một lần nữa chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã dành thời gian quý báu quan tâm và theo dõi đến hết video clip của em. Xin kính chúc toàn thể của cô chú anh chị mình thật nhiều sức khỏe và gia đạo bình an, an vui hạnh phúc nha. Xin mến chào và hẹn gặp lại ở những video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.